Hôm nay anh bón 14 ngày anh nhỉ? Vâng. Anh nguyên nhân vì sao bị gãy 1/3 xương đòn này? Không phải xanh nha. Nguyên nhân tai nạn ạ. Tai nạn hả? Tai nạn ở đâu hả anh? Nạn là cầu yên lạnh ạ. Yên lạnh. Anh có hôm đầu đau không anh? Hôm đầu thì nó cũng đau ạ. Đau, mấy hôm thế đau hả anh? Tầm khoảng một tuần ạ. Một tuần này. Anh lấy vợ chưa? Em chưa. Thì ra đây hỏi là tìm người yêu gấp để lấy vợ nhé. Hy vọng thế á. Nói chung là đồng. Anh bao tuổi anh? Em sinh 88 ạ. Năm nay 88. 27 tháng ạ. Cái chín mai 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 hàng chín đúng rồi, ngày mai ngày chín nhá, 14 ngày, mấy ngày, 3 ngày hay chứ? Con bò nếu xin mà mua thanh này. em ngồi mấy trước ngồi lâu là nó rất ạ. À. Vâng, Mấy ngày đầu này hết đấy. tầm khoảng tầm một Bác tuần ơi cho tuần con đấy xin cái giấy anh em nâu về vết thương cho anh. giấy à Giấy giấy đi vệ sinh, giấy tròn đấy. giấy đây Hay giấy áp được không? không giấy vuông đây đã À. vuông vuông đi giấy vuông Vâng, con xin. Đấy, chẳng lẽ không Anh bỏ tay ra đi. Từ biệt dây treo nhá, không phải treo tay nữa. Xong rồi. Anh hỏi thấy em lau cho anh. Rồi. Nay bác đun một nồi chè tươi với cả cúc tần nhá, tắm cho anh. Anh nâng tay tự nhiên để cho em. Nhưng tự nhiên. Nhưng nhân ra. Cua ra này. Cua vào cho em. Nhân lên. Cua cua mạnh. Cua mạnh mà. Không, bác yên tâm, phải con kiểm tra mà. Mạnh này. Rồi. Bụng đang cắn cả. Đây nhá. Cái đường cong sinh lý của anh là xương quai đòn của anh là phẳng tít rồi nhá. Đấy, phẳng hết rồi. Đây là cái sưng của cơ, phồng của cơ nhá. Thì bác chiều đến bác ngâm là nốt nhảy cứu khúc tuần cho con nhá. Vào đây này. Thì cơ nó săn hết, nó sẽ đường cong nhìn nó sẽ săn lại, gần cơ nó sẽ khỏi phình, nó sẽ hết bên này. Xương anh 1/3 xương đòn đây là con bò cho bác, là con trai bác, là con trai bác đúng không? Là 14 ngày là xương hoàn toàn cam rồi. Nhưng mà anh đi lại cho em nhẹ nhàng cho em nhé. Vâng, em đi lại. Chưa đâu chạy ạ. Anh khu ra khu vào xem. Cứ tập thể. Nó đang gặp nó đau. Nó cứng nó khớp này đúng không? Các em xem ngón tay xem. Ngón tay hôm trước này là thì là vết thương can rồi. Thì bác cần rửa vết thương như là trước nhé. Bình thường nha con. Rồi tuần nữa là cái vết thương này là can, là khỏi. Nắm tay vào xem. Rồi, thì là tốt rồi. Rồi. Mừng rồi. Thế là tốt lắm rồi. Vâng, thì bắt tay đấy. Chào anh nhá. Vâng. Vâng. Con chào bác. Vâng. Anh chào em nhé. Em chào. Hôm nay anh đi làm qua thì cháu xin phép bác và em cho anh xin lại hình ảnh. Vâng. Thì ngày trước là con bỏ cho em mình mà. Hôm nay con đi làm qua thì con sẽ đủ vào làm xin hình ảnh quá trình điều trị với 1/3 xương đòn của em mình mà. Thì bác cũng là xin bác cũng cho cháu xin lỗi hình ảnh. Vâng. Hôm nay anh kiểm tra cho em rồi. Ngày trước em đến 1/3 xương đòn đúng không? Vâng ạ. Từ đó này thì bao nhiêu tháng đấy ạ? Rồi đến nay thì 9 tháng rồi ạ. 9 tháng. Vâng. Bây giờ em đi làm bình thường nhé. Bây giờ em đi làm bình thường ạ. Ngày trước em về xương đòn là xin này. Thì sau quá trình anh nắm vào bó của em thì bây giờ là còn hoàn toàn là 2 xương đòn là tặng bình thường rồi. Vâng ạ. Em lấy tay lên này. Lấy tay lên. Cái bình thường như tay trái luôn ạ. Ừ, bình thường. Giờ dài còn nhức nhức không em? Không ạ. Ừ. Thì là tốt rồi. Vâng. Giờ em đi làm thường xuyên có nhức nhối gì không? Không bị tí gì ạ. Là tốt rồi. Vâng. Nay anh làm đây của anh xin lại hình ảnh quá trình điều trị của nhà thuốc chúng anh ạ. Vâng. Thì mức độ xương của em là can hoàn toàn thẳng bình thường này. Hai bên là can hoàn toàn rồi. Thì có trong quá trình bó này thì sau đó thì bao nhiêu ngày em vận động bình thường? Tầm nếu mà vận động thì tầm 1 tháng nữa. 1 tháng. Rồi. Vâng. À, tốt rồi. Thôi em đi làm đây đi. Thế là bình phục thì là ở viện ngày trước là xin rồi ra ngày trước là dầm về đau bình phục chiếu là có mổ đúng không? Vâng. Hôm trước là em bị tai nạn đúng không? Vâng.
Anh em bỏ lỗ bỏ thì hết hết lên 15 triệu. Vâng. Lại còn thể đi bổ lại. Vâng. Để tiếp tục thời gian. Thì con muốn bỏ cái xương này thì ai lâu khỏi nắm 15-20 ngày. Nhanh khỏi 10 ngày, 8 ngày là khỏi. Mức độ em mình là tốt rồi. Thì con chào bác nhé. Vâng. 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 Vâng